Hello tất cả các bác nhá. Chào tất cả các bác đã quay lại với kênh Audio 77. Thì ngày hôm nay em sẽ chính thức lên sóng cho tất cả các bác một cái lô loa, một cái dòng loa Tasso. Hiện tại em còn hai đôi loa Tasso này. Bác nào đang quan tâm, bác nào liên hệ thì gọi như là chốt nhanh đi các bác ơi. Mức giá hợp lý lắm. Thì với đôi loa Tasso là một thương hiệu của Mỹ này, ngày xưa em đang bán mức giá là bao nhiêu ạ? 8.6 triệu, 8.8 triệu một đôi đúng không ạ? Ngày hôm nay em sẽ để cho tất cả một các bác một mức giá dưới 8 triệu thôi. À, dưới 8 triệu tụi 7 triệu rưỡi quay đầu thôi các bác nhá. Rẻ cực kỳ rẻ luôn, hơn 7 triệu một tẹo thôi. Và còn tùy vào khách hàng đặt hàng có cái đôi loa Tasso nữa. Nếu như bác nào đã đăng ký kênh, đã theo dõi kênh, luôn tương tác cùng với kênh thì chắc chắn rồi các bác sẽ nhận được một mức giá rất là tốt từ cửa hàng của X77 các bác nhá. Nên là các bác nhanh tay lên. Nhanh tay lên đăng ký kênh của X77 rồi gọi như là chụp cái màn hình nó qua giúp em. Chụp cái màn hình qua giúp em để nhận ưu đãi các bác nhá. Ok chưa? Trước khi để với những dòng loa mà em thanh lý, em ưu đãi cho tất cả các bác thì chắc chắn rồi. Em vẫn sẽ test chất âm cho tất cả các bác cùng nghe luôn. Và trước khi test chất âm dòng loa này thì em sẽ đi qua cái ngoại thất và cũng như là cái nội thất cho tất cả các bác cùng xem được. Một cái dòng loa Tasso này nó chất lượng như thế nào, chất âm nó tuyệt vời như thế nào. Và với cái dòng loa này em khẳng định với tất cả các bác luôn. Các bác mà dùng loa này, dùng loa lời thì em đã thề với bác luôn là nó hay lắm. Không hay thì em không nhận tiền của các bác, không hay các bác trả ngay lại cho em. Ok chưa ạ? Đây là cái phần ngoại thất của dòng loa Tasso các bác nhé. Với logo của Tasso Professional Show, quá là nổi và đẳng cấp đúng không ạ? Quá là nổi và đẹp luôn đúng không? Với cái model của nó là BS12, BS12 các bác nhé. Ở phía trước đây có một cái lớp này là cái lớp mà ta gọi là lớp màng ngăn bụi. Tránh cái sử dụng mà trong quá trình mình sử dụng mà bụi, những cái này nó cản được bụi mịn này. Còn ví dụ như cái lỗ e cang phía trước thì nó chỉ cản những cái bụi lớn thôi, còn cái này nó sẽ cản được cái bụi mịn, nó tránh và làm bẩn cái màng bát của tất cả các bác nhá. Bát tép này, dòng loa Tasso một thương hiệu của Mỹ rất là đẹp luôn các bác. Đây các bác nhìn thùng vách này, sơn sần màu đen các bác nhá, sơn sần màu đen, giá chỉ có hơn 7 triệu một tí thôi các bác. Em sẽ cho tất cả bác xem cái thông số cơ bản của dòng loa Tasso này. Nó là cái dòng model PS12, công suất làm việc của nó là 250, mắc của nó là 500, ok chưa? Và một cái điều đặc biệt, hơn là dòng loa Tasso này, nó sử dụng cái đầu nêu trích là 2 cộng 2 trừ các bác nhá. Nên là các bác phải lưu ý, hết sức lưu ý giúp em. 2 cộng 2 trừ, ok chưa? Và nếu như các bác mà đấu 1 cộng 1 trừ thì nó sẽ không ra tiếng đâu ạ, ok chưa? Đấy, loa thì rất là đẹp các bác nhá. Loa mọi thứ rất là đẹp. Em sẽ cho tất cả các bác xem qua cái phần nội thất của cái dòng loa này các bác nhá. Đây là cái dòng loa nội thất của dòng loa này, sử dụng củ tép 450 rất là đẹp luôn. Đây em nhìn cái em thật sự các bác, họng nó là họng composite các bác này. QC bass đây các bác nhá. Tem từ mọi thứ đều ok hết, đẹp lắm, nghe chất âm sướng lắm các bác ạ. Lúc đầu em nhìn cái tem này này. Hồi nãy em ngồi em lau cái này này các bác này. Em tưởng đâu em bị dính sơn. Em ngồi em lau hồi em bảo cái này cái tem, ôi giời ơi, chết dở cái logo người ta như vậy mà em ngồi em lau, đúng là thật ngáo thật đấy các bác ạ. Các bác này, cái tem nó này, cái tem mác của dòng Tasso đây các bác nhá, cái tem mác của nó này đẹp lắm. Và nó là dòng loa này, đây là dòng loa xương đúc đan chấu luôn, rất là đẹp luôn. Đầy đủ thông tin số IM luôn cho tất cả các bác này, thông tin số IM luôn các bác nhá. Bát của nó hình bát lục lăng, màng loa chống nước gần 2 sóng, dòng sóng lớn nên là gọi như là con này cho tất cả các bác tiếng lời nó đẹp lắm luôn đấy. Con này sử dụng trợ lời thì em thề với các bác luôn là phải nói là thôi rồi luôn. Tại sao nó lại ra được cái chất âm nó lại đẹp như vậy, ok như vậy thì đây. Nó sử dụng những con tụ của Zontech các bác nhá. Tụ của Zontech này, hai cuộn cản, ok chưa, hai cuộn cản, đây là chữ của nó, chữ sứ nhá. Đẹp lắm. Bông tiêu âm này bác này, bông tiêu âm này là dòng bông tiêu âm hai lớp chuyên sử dụng cho những cái dòng loa, phải nói thực sự các bác là những cái dòng loa xịn sò chuyên nghiệp luôn. Bông hai lớp các bác nhá, bông hai lớp đẹp lắm. Và hiện tại với cái số lượng loa này em chỉ còn có hai đôi thôi. Nên là bác nào đang quan tâm thì phải liên hệ ngay cho em theo số điện thoại em ghi ở phía dưới màn hình. Số điện thoại em là 0919157314 các bác nhá. Thì với những cái dòng loa này thì giá nó mềm lắm các bác ạ. Hiện tại giá nó tốt lắm, tốt kinh khủng luôn đấy. Chỉ có hơn 7 triệu một tẹo thôi. Một tẹo thôi. Đấy, còn nếu như bác nào mà đã là theo dõi kênh của em rồi thì các bác sẽ nhận được mức giá rất là tốt. Đấy, các bác tốt như nào các bác nhắn tin ngay cho em để nhận mức giá, để báo giá cho tất cả các bác nhé. Và bây giờ không làm mất thời gian của tất cả các bác nữa, em sẽ cho tất cả các bác cùng nghe cái chất âm của dòng loa Tasso này, xem là nghe nó sướng như thế nào, nó chất lượng như thế nào và nó đẳng cấp như thế nào các bác nhé. Xin mời các bác cùng nghe cái chất âm cùng với em. Thì với những cái dòng loa này, trước tiên thì em sẽ cho tất cả các bác nghe cái dòng nhạc trữ tình trước nha. Dòng nhạc có tới trước đi. Để em xem mở khúc nào cho nó hợp lý nào. Mình nghe một tí bài ruột của chị Phương Phương Thảo đi ha. Nghe một tí bài chị Phương Phương Thảo xem cái dòng loa này như thế nào. Sau đó em sẽ test cho tất cả bác cùng nghe cái nhạc trữ tình, ok chưa?
trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt em ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Nghe một cái dòng nhạc của em ra sử các bác là nghe nó mùi mởn lắm các bác ạ. Nghe em ra sử các bác nó phê. Nghe mà cảm giác như là mình đang lạc ở đâu đó rồi đấy. Đây phải cho tất cả bác nghe qua cái dòng nhạc trữ tình các bác nhé. Nghe qua cái dòng nhạc trữ tình để nghe được cái trọn vẹn hơn cho một đôi loa này cho nó sẽ như thế nào. Ok chưa? Nghe nó cảm giác nó cuốn lắm các bạn ạ. Nghe nó cuốn lắm. Quan tâm yêu thích cái dòng loa này thì phải liên hệ luôn cho em các bác nhá. Số lượng thì nói chung là
số lượng thì có hạn thôi, nên là bác nào quan tâm yêu thích phải liên hệ ngay cho em mới chốt được loa này với một mức giá chỉ hơn 7 triệu một tẹo thôi, hơn 7 triệu cũng một tẹo thôi các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ luôn cho em. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Nếu các bác thấy video hay và nghĩa trong xin một like, một nút đăng ký kênh để em có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.